FPT và Nvidia làm điều đặc biệt đưa Việt Nam trở thành cường quốc AI. Một thông tin đang được dư luận trong nước quan tâm là tập đoàn FPT đã công bố hợp tác chiến lược toàn diện với Nvidia để xây dựng nhà máy trí tuệ nhân tạo AI Factory và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đại diện FPT cho biết sẽ đầu tư 200 triệu đô la Mỹ với mục tiêu mở rộng hệ sinh thái điện toán đám mây có chủ quyền của Việt Nam. Nhà máy AI này không sản xuất phần cứng, hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ mới nhất của Nvidia, gồm bộ ứng dụng và khung công nghệ, phát triển AI trong AI Enterprise và chip đồ họa GPU-H100 Tensor Core. Được biết, nhà máy đặc biệt này sẽ có vai trò cung cấp dịch vụ đám mây GPU, giúp khách hàng doanh nghiệp của FPT tiếp cận với nguồn lực nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy nhanh tốc độ ứng dụng AI, đặc biệt là AI tạo sinh, Generative AI, đạt được những đột phá trong nâng cao năng suất, trải nghiệm khách hàng. Tập đoàn sẽ cung cấp các giải pháp AI tạo sinh cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực như công nghệ ô tô, sản xuất chế tạo, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu suất và tự động hóa vận hành. Hai bên cũng mở rộng dự án nghiên cứu AI với mô hình AI Labs. Đặc biệt, nội dung đào tạo của Nvidia sẽ hỗ trợ FPT trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ cấp trung học phổ thông đến đại học chính quy. FPT đặt mục tiêu có ít nhất 30.000 sinh viên và học sinh được tiếp cận chương trình trong vòng 5 năm. Ngoài ra, hai bên cũng thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy cộng đồng thể thao điện tử và sáng tạo nội dung số trên nền tảng đám mây tại Việt Nam. Tại buổi công bố hợp tác chiến lược, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT, cam kết sẽ đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển AI của thế giới. Trong khi đó, ông Keith Schreier, Phó Chủ tịch Nvidia, khẳng định sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp với mục tiêu tăng tốc chuyển đổi số, đưa Việt Nam trở thành cường quốc AI. Nvidia cũng tuyên bố FPT sẽ trở thành đối tác triển khai dịch vụ trong mạng lưới của mình, chuyên cung cấp phần mềm, phần cứng, dịch vụ điện toán đám mây và giải pháp AI tạo sinh tích hợp công nghệ Nvidia. Tập đoàn FPT sẽ tập trung vào lĩnh vực công nghệ ô tô, sản xuất chế tạo, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. FPT và Nvidia cũng sẽ cùng phát triển dịch vụ trò chơi trên đám mây Cloud Gaming tại Việt Nam thông qua cơ sở hạ tầng và triển khai dịch vụ GeForce Now. Trước đó, ngày 22 tháng 4, ông Keith Schreier, Phó Chủ tịch Nvidia cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong đó củng cố việc xây dựng và phát triển hệ sinh bán dẫn AI của Việt Nam. Một nguồn tin cho biết, mục đích của Nvidia khi tới Việt Nam lần này là khảo sát và làm việc với các bên để thiết lập trung tâm nghiên cứu, phát triển và đào tạo về AI, lắp đặt siêu máy tính, đồng thời có thể sẽ chuyển một phần sản xuất GPU cho siêu máy tính sang Việt Nam. Tháng 12 năm 2023, CEO Nvidia Jensen Huang thực hiện chuyến đi tới châu Á, lần lượt tại Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Việt Nam nhằm tìm kiếm đối tác tiềm năng cho Nvidia. Xuyên suốt các cuộc gặp, ông nhấn mạnh châu Á đã trở thành trung tâm công nghệ của thế giới, thể hiện mong muốn mở rộng hoạt động của tập đoàn tại đây. Đầu tháng 4, ông Budi Arisetyadi, Bộ trưởng Truyền thông Indonesia, cho biết Nvidia đang lên kế hoạch mở một trung tâm trí tuệ nhân tạo trị giá 200 triệu đô la Mỹ với sự hợp tác cùng công ty viễn thông Indosat Ooredoo Hutchison. Cơ sở mới được đặt tại thành phố Surakarta nhằm củng cố hạ tầng viễn thông, nguồn nhân lực và nhân tài kỹ thuật số địa phương. Khi đó, Nvidia từ chối bình luận về thông tin. Nvidia, thành lập năm 1993, đang là ngôi sao của ngành bán dẫn khi mẫu chip AI của công ty liên tục được săn đón. Đầu năm 2022, công ty công bố H100, bộ xử lý đồ họa GPU mạnh nhất thế giới khi đó, nhưng bị giới phân tích đánh giá chọn sai thời gian ra mắt bởi các doanh nghiệp đang tìm cách thắt chặt chi tiêu và sa thải nhân sự. Tuy nhiên đến cuối năm đó, ChatGPT bất ngờ tạo nên cơn sốt toàn cầu khiến chip AI của Nvidia trở nên khan hiếm. Giá trị vốn hóa của Nvidia từ 400 tỷ đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2023 đã tăng lên 2.000 tỷ đô la Mỹ đầu năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh ra tối hậu thư cho Thuận An. Nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với đại diện công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và liên danh tư vấn giám sát liên quan hai gói thầu xây lắp 5 và xây lắp 6 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên. Tại buổi họp, đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình triển khai trên công trường của nhà thầu Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của hai gói thầu xây lắp 5 và xây lắp 6. Tại dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương bến cát rạch nước lên,
Tập đoàn Thuận An tham gia liên danh tại gói thầu xây lắp 5 và xây lắp 6. Tổng giá trị hai gói thầu hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó hợp đồng của Thuận An khoảng 130 tỷ đồng. Qua kiểm tra, chủ đầu tư nhận thấy nhà thầu đã ngưng thi công và các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công cũng không có mặt trên công trường. Đáng chú ý, báo cáo cho thấy, đến nay, Tập đoàn Thuận An mới thi công đạt khoảng 2,87% giá trị đảm nhận tại gói thầu xây lắp 5, trong khi gói thầu xây lắp 6 đạt khoảng 4,29% giá trị đảm nhận. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp thường xuyên với các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát để đôn đốc nhắc nhở về tiến độ thi công. Theo đó, để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng mốc thời gian theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, chủ đầu tư đề nghị nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30 tháng 3 năm 2025 theo đúng mốc thời gian như cam kết nêu trên của nhà thầu. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Tập đoàn Thuận An lập bảng tiến độ thi công chi tiết phần việc đang đảm nhận tại hai gói thầu trên, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu. Trong đó, Thuận An phải nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng, gửi bảng tiến độ về chủ đầu tư trước ngày 27 tháng 4. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, nhà thầu phải chủ động có giải pháp giải quyết đủ nguồn cung ứng cát để phục vụ công tác xây dựng nền đắp và các vật tư vật liệu khác. Trường hợp nhà thầu thiếu chủ động, thi công chậm trễ dẫn đến không đảm bảo tiến độ thi công như cam kết, chủ đầu tư sẽ tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ quan điểm. Ban Quản lý Dự án cũng đề nghị nhà thầu triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga, bố trí ít nhất 2 mũi thi công trên công trường cho từng gói thầu xây lắp 5 và xây lắp 6. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị liên danh nhà thầu tư vấn giám sát, chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, đề xuất, kiến nghị Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị xử lý nếu nhà thầu thi công chậm trễ, không đảm bảo năng lực về tài chính, kỹ thuật làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trường hợp sau ngày 30 tháng 4 năm 2024, chủ đầu tư kiểm tra công trường nếu chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan. Theo cam kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ của gói thầu xây lắp 5 và gói thầu xây lắp 6. Chủ đầu tư sẽ xem xét thực hiện việc tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng, Thành phố Hồ Chí Minh ra tối hậu thư với đại diện Tập đoàn Thuận An. Điều này là bởi bên giao thầu đã được ký kết giữa Ban Quản lý Dự án Hạ tầng và liên danh các nhà thầu trong việc thực hiện gói thầu xây lắp 5 và gói thầu xây lắp 6. Thuận An cam kết gì với Thành phố Hồ Chí Minh? Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, viết tắt TAC, là thành viên của liên danh nhà thầu xây lắp 5 và gói thầu xây lắp 6. Tại gói thầu xây lắp 5, đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến cầu Bưng, nhà thầu này thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ THUAT bờ phải, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng. Chiều dài tuyến đảm nhận là 2,27 km, với giá trị khối lượng đảm nhận theo hợp đồng là hơn 77 tỷ đồng, tương đương gần 14% giá trị của hợp đồng. Theo báo điện tử VOV, đến ngày 22 tháng 4, nhà thầu này mới thực hiện đạt gần 3% giá trị đảm nhận. Trong khi đó, đối với gói thầu xây lắp 6, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương, nhà thầu Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ THUAT bờ phải, trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng, chiều dài tuyến đảm nhận là 1,2 km, giá trị khối lượng đảm nhận theo hợp đồng là gần 54 tỷ đồng, tương đương gần 12% của hợp đồng. Tính đến ngày 22 tháng 4, mới chỉ có hơn 4% giá trị hợp đồng đảm nhận được Thuận An thực hiện. Tại cuộc họp, đại diện nhà thầu Thuận An cam kết tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục của hai gói thầu xây lắp 5 và xây lắp 6. Các nhân sự quản lý và đội thi công sẽ có mặt trên công trường để triển khai thi công trước ngày 27 tháng 4, không thể sớm hơn. Nhà thầu cam kết bố trí nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công và tập kết thiết bị ít nhất 4 máy đào, 4 máy ủi, 4 xe ô tô, 2 máy lù. Cạnh đó, nhà thầu cũng trình đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư xem xét chấp thuận về hồ sơ pháp lý của nguồn vật liệu cát san lấp trước mốc thời gian này. Trước ngày 27 tháng 4, nhà thầu sẽ triển khai thi công đồng loạt các hạng mục lắp đặt hào kỹ thuật,
cống dọc, cống ngang, hố ga tại hai gói thầu phụ trách. Phía Thuận An đề xuất chủ đầu tư, các đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý về thay đổi nhân sự đại diện theo pháp luật của nhà thầu. Tập đoàn Thuận An lớn nhanh nhưng lợi nhuận nhiều năm ở mức buồn. Như đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 6 bị can. Trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Thuận An Group được biết đến là tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu khiêm tốn ở mức 3,9 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2011 đến 2018, Tập đoàn Thuận An bắt đầu con đường mở rộng quy mô với đích đến là xây dựng hạ tầng kỹ thuật với 3 lần tăng vốn điều lệ đều tính bằng lần. Đến năm 2014, vốn đăng ký của doanh nghiệp đã lên 300 tỷ đồng, tức tăng gần 80 lần sau 10 năm. Năm 2021, doanh nghiệp tiếp tăng vốn điều lệ lên gần 3 lần, lên mức 800 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần so với khi mới thành lập. Nhiều năm gần đây, Thuận An liên tục trúng hàng chục gói thầu xây lắp, trong đó có những gói thầu quy mô vài trăm tỷ đồng. Trong vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh, Tập đoàn Thuận An hiện cũng đang trong thời gian thi công hàng loạt gói thầu tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Theo Đài Hà Nội, dù thực hiện và nắm giữ nhiều dự án lớn, nhưng tình hình kinh doanh của Thuận An thời gian gần đây khá trồi sụt. Trong giai đoạn 2017 đến 2019, doanh thu của Thuận An luôn ở mức vài trăm tỷ đồng. Năm 2017, doanh thu của Thuận An ở mức 301 tỷ đồng, rồi giảm xuống còn 258 tỷ đồng vào năm 2018 và đạt 288 tỷ đồng vào năm 2019. Dù có doanh thu khá ấn tượng, nhưng do giá vốn hàng bán quá cao nên lợi nhuận gộp còn lại của Thuận An trong giai đoạn này chỉ dao động trong khoảng từ 6 đến 17 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần của Thuận An có lúc chỉ còn gần 1 tỷ đồng, thậm chí trong các năm 2018 và 2019, lợi nhuận thuần của Thuận An từ mức âm 38 triệu đã lên tới âm 214 triệu đồng. Chốt năm, lãi sau thuế của Thuận An vào năm 2017 là 116 triệu đồng, năm 2018 là 85,7 triệu đồng và năm 2019 là 125 triệu đồng. Theo một số chuyên gia, mức lợi nhuận trên là khá đáng buồn với một doanh nghiệp có quy mô vốn như của Thuận An. Tổng tài sản của Thuận An trong giai đoạn 2017 đến 2019 cũng trồi sụt từ mức 612,2 tỷ đồng vào năm 2017, giảm xuống còn 564,7 tỷ đồng năm 2018, rồi lại tăng vọt lên 710,6 tỷ đồng vào năm 2019. Nợ phải trả của Thuận An trong giai đoạn 2017 đến 2018 giảm từ 311,7 tỷ đồng xuống còn 266,7 tỷ đồng, rồi lại tăng vọt lên 412,5 tỷ đồng vào năm 2019, chiếm khoảng 48% đến 58% tổng tài sản. Bộ Công an bắt tiếp Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và 5 chân rết liên quan hậu pháo. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ tập đoàn Phúc Sơn, dẫn nguồn tin trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Được biết, khi bị bắt, ông Nguyễn Văn Khước còn có chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ông Khước, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cả ba người bị cáo buộc về tội nhận hối lộ, theo khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Cũng liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Đại Nghĩa, Phó Phòng Giá thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, với cáo buộc về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự. Với cùng tội danh trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường,
thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà. Đây là diễn biến mới trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Cơ quan điều tra xác định khi công ty bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phúc Sơn, thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Hậu Pháo đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền cho các ông Khước, Hải và Nhiệm để nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty. Các ông Khước, Hải và Nhiệm đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương thông qua ông Cao Đại Nghĩa và ông Nguyễn Ngọc Huy để tư vấn, thẩm định giá đất, qua đó tạo điều kiện cho công ty bất động sản Thăng Long gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 200 tỷ đồng. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo bị bắt liên quan vụ Phúc Sơn. Trước đó, ngày 26 tháng 2 năm 2024, Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu bị cáo buộc đưa tiền cho nhiều người, trong đó riêng bị can Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã nhận của Hậu 64 tỷ đồng. Liên quan vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều cán bộ trong vòng 2 tháng qua. Trong đó, tại tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan chức năng đã khởi tố cựu bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, cựu phó bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh, cựu chủ tịch tỉnh Lê Duy Thành và mới đây là phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Khước với cáo buộc về tội nhận hối lộ. Tại Quảng Ngãi, cơ quan điều tra đã bắt chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh, hai cựu chủ tịch Cao Khoa và Lê Viết Chữ cùng nhiều cán bộ dưới quyền về tội nhận hối lộ hoặc vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đánh giá của Bộ Công an, vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn là loại tội phạm mới, với thủ đoạn lợi dụng quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao, quyền hạn lớn để gây tác động, ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi. Cán bộ cơ sở bị tấn công bằng viên đạn bọc đường mà không phát hiện ra nên mất sức đề kháng. Sau một tháng đưa bà Trần Mai Hoa lên chức tổng giám đốc, đến nay Vincom Retail tiếp tục bổ nhiệm người mới cho vị trí này. Công ty Vincom Retail, mã chứng khoán VRE, vừa đưa ra thông báo về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, doanh nghiệp miễn nhiệm chức tổng giám đốc đối với bà Trần Mai Hoa kể từ ngày 22 tháng 4. Đáng chú ý, bà Trần Mai Hoa được bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc đồng thời là phó chủ tịch hội đồng quản trị của Vincom Retail vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Bà Hoa sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân về kế toán của Đại học Kinh tế Quốc dân và Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Thay thế vị trí tổng giám đốc của bà Trần Mai Hoa là bà Phạm Thị Thu Hiền, phó tổng giám đốc kinh doanh và marketing. Bà Phạm Thị Thu Hiền sinh năm 1977, là cử nhân ngành tài chính ngân hàng, học viện ngân hàng và có bằng thạc sĩ ngành quản trị doanh nghiệp. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là trong mảng kinh doanh bất động sản bán lẻ. Được biết, bà Phạm Thị Thu Hiền gia nhập Vincom Retail từ năm 2014 và đảm nhiệm vị trí giám đốc kinh doanh quản lý nhóm khách chuỗi, khách lớn và khách quốc tế. Sau đó, bà đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing từ tháng 3 năm 2021 trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám đốc công ty. Với hơn 9 năm kinh nghiệm làm việc cho doanh nghiệp này, bà Hiền cũng đã có những đóng góp quan trọng trong việc đưa Vincom Retail đạt được những bước tiến, thành công mới trên thị trường bán lẻ Việt Nam. Đặc biệt, bà có công lớn trong việc đưa các thương hiệu quốc tế tên tuổi đến với hệ thống trung tâm thương mại Vincom. Về tình hình kinh doanh của Vincom Retail, năm 2023, doanh nghiệp đạt 9.791 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.409 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế ở mức 45% doanh thu. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 7.796 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ hoạt động cho thuê tăng 18% lên 5.746 tỷ đồng. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản đạt 1.772 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 1.391 tỷ đồng so với năm trước. Đến từ việc bàn giao đúng tiến độ 346 bất động sản chủ yếu tại các dự án Quảng Trị và Điện Biên Phủ. Vincom Retail ghi nhận 223 tỷ đồng trong doanh thu khác. Tính từ đầu tháng đến nay, đã có 7 nhà băng tăng lãi suất tiết kiệm gồm VIB, VPBank, SHB, Eximbank, HDBank, MSB và Kiên Long Bank. Trong đó, cùng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam, Eximbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, VPBank tiếp tục tăng lãi suất huy động lần thứ 2 chỉ trong ít ngày. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, HDBank cũng đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm từ ngày 4 tháng 4.
Theo đó, ngân hàng này điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm đối với các kỳ hạn từ 12 tới 18 tháng và giữ nguyên lãi suất tại các kỳ hạn khác. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) hôm nay cũng ban hành biểu lãi suất mới, ghi nhân tăng tại một kỳ hạn ngắn. Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới của VIB thay đổi như sau: lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 2,6% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 2,8% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 7 đến 11 tháng ở mức 4,0% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng ở mức 4,8% năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng ở mức 5,0% năm. Ngoài ra, từ ngày 9 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã áp dụng biểu lãi suất huy động mới. Theo đó, tại hình thức gửi tiền trực tuyến sản phẩm có lãi suất cao nhất, Eximbank đã điều chỉnh tăng lãi suất cho kỳ hạn 6 đến 9 tháng lên thêm 0,2 điểm phần trăm, đạt mức 4,1% năm. Trong khi đó, lãi suất cho kỳ hạn 1 đến 3 tháng lại giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống lần lượt là 3% cho kỳ hạn 1 tháng, 3,2% cho kỳ hạn 2 tháng và 3,3% cho kỳ hạn 3 tháng. Theo biểu lãi tiết kiệm mới nhất, VPBank, VPB điều chỉnh từ 0,1% đến 0,5% ở tất cả kỳ hạn. Kỳ hạn tăng cao nhất là 12 tháng, từ mức 4,2% lên 4,7% một năm khi gửi tại quầy và từ 4,3% lên 4,8% khi gửi trực tuyến. VPBank cộng thêm lần lượt 0,1 và 0,2 điểm phần trăm cho tiền gửi từ 10 đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên. Ngày 11 tháng 4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank ban hành biểu lãi suất mới. Biểu lãi suất mới của Kiên Long Bank ghi nhận tăng mạnh tại tất cả các kỳ hạn, cao hơn khoảng 0,2 đến 0,5 điểm phần trăm. Cụ thể, biểu lãi suất tiền gửi cá nhân của Kiên Long Bank ghi nhận sự thay đổi như sau. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 đến 3 tháng tăng từ 2,6% năm lên 2,8% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng từ 3,9% năm lên 4,2% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng tăng từ 4,2% năm lên 4,6% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tăng từ 4,3% năm lên 4,8% năm. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 đến 36 tháng tăng từ 4,8% năm lên 5,3% năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB) thông báo tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 4 và 5 tháng với mức tăng lần lượt 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được NCB niêm yết, lãi suất huy động kỳ hạn 4 đến 5 tháng lần lượt tăng lên 3,6 đến 3,7% năm. Tuần trước, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) đã đồng loạt tăng lãi suất huy động kỳ hạn 6 đến 11 tháng thêm 0,2 điểm phần trăm lên mức 4,1% năm. Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng cũng được MSB tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lên 4,5% năm. Bắc Kinh cho rằng việc Anh và Đức bắt giữ và buộc tội một số người làm gián điệp cho Trung Quốc là nhằm mục đích bôi nhọ và đàn áp. Ngày 22 tháng 4, cơ quan chức năng Đức bắt giữ 3 công dân nước này vì nghi ngờ chia sẻ thông tin về công nghệ hàng hải. 3 người, với danh tính được tiết lộ một phần là Herwig F., Ina F. và Thomas R., bị cáo buộc tham gia dự án thu thập thông tin do các cơ quan nhà nước Trung Quốc tài trợ và xuất khẩu trái phép thiết bị laser sang Trung Quốc. Cùng ngày tại Anh, hai người đàn ông bị buộc tội giao các bài báo, ghi chú, tài liệu hoặc thông tin cho Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2021-2023. Cảnh sát cho biết danh tính hai người này là Christopher Berry, 32 tuổi, và Christopher Cat, 29 tuổi, trước đây từng làm việc tại Quốc hội Anh với tư cách nhà nghiên cứu. Ngày 23 tháng 4, các công tố viên Đức cho biết một cá nhân khác là trợ lý của một chính trị gia cực hữu người Đức sẽ tham gia cuộc bầu cử của Liên minh châu Âu vào tháng 6 tới, bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc. Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân được hỏi về những cáo buộc này. Các báo cáo gần đây về cái gọi là hoạt động gián điệp của Trung Quốc ở châu Âu đều bị cường điệu hóa nhằm mục đích bôi nhọ và đàn áp Trung Quốc, ông Uông nói. Chúng tôi kiên quyết phản đối sự cường điệu như vậy và kêu gọi các bên liên quan ngừng lan truyền thông tin sai lệch về cái gọi là mối đe dọa gián điệp Trung Quốc, chấm dứt thao túng chính trị và phỉ báng ác ý chống lại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố. Việc bắt giữ ở Đức và cáo buộc ở Anh diễn ra trong bối cảnh phương Tây liên tục cảnh báo lực lượng tình báo Trung Quốc đang nhắm vào các công nghệ tiên tiến. Nhấn mạnh hai trường hợp bị buộc tội ở Anh, ông Uông nói, cái gọi là tuyên bố Trung Quốc bị nghi ngờ đánh cắp thông tin tình báo của Anh là hoàn toàn bịa đặt và là một lời vu khống ác ý. Chúng tôi kiên quyết phản đối và hy vọng những người và các bên liên quan sẽ ngừng thao túng chính trị chống Trung Quốc.
Trả lời câu hỏi về trợ lý của chính trị gia người Đức bị bắt, ông Uông cho rằng những tuyên bố như vậy được đưa ra nhằm phá hoại quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và châu Âu. Theo cơ quan công tố Liên bang Đức, trợ lý Jian Ge bị cáo buộc chia sẻ thông tin về các cuộc đàm phán tại Nghị viện châu Âu với cơ quan tình báo Trung Quốc và theo dõi các nhân vật đối lập Trung Quốc ở Đức. Ông Uông nói về trường hợp này, rõ ràng mọi người gần đây đều thấy cái gọi là lý thuyết về mối đe dọa gián điệp của Trung Quốc không phải là điều mới mẻ trong dư luận châu Âu. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là Trung Quốc luôn tuân thủ nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau để hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có châu Âu. Niềm đam mê với trà sữa tại Trung Quốc đã giúp quốc gia này có thêm 6 tỷ phú mới trong vài năm qua. Ngày 23 tháng 4, chuỗi trà sữa lớn thứ 3 của Trung Quốc, Sichuan Baicha Baidao Industrial phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO, hướng tới mục tiêu thu về 300 triệu đô la Mỹ tại sàn chứng khoán Hồng Kông, Trung Quốc. Điều này sẽ giúp cặp vợ chồng Wang Xiaokun và mã số Liu Wei Hong, hai nhà thành lập Sichuan Baicha Baidao Industrial nâng tổng giá trị tài sản dòng lên 2,7 tỷ đô la Mỹ sau IPO dựa trên 73% cổ phần họ sở hữu. Cặp vợ chồng mở cửa hàng đầu tiên của Baicha Baidao, còn gọi là Cha Baidao, vào năm 2008 tại Thành Đô. Cửa hàng của họ chỉ rộng 20 mét vuông và nằm gần một trường trung học cơ sở. Đến năm 2018, họ ra mắt thương hiệu và phát triển vượt bậc kể từ đó. Hiện nay Baicha Baidao có 8.000 cửa hàng trên khắp Trung Quốc. Vào tháng 1 năm nay, Baicha Baidao mở cửa hàng đầu tiên ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc và đặt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cửa hàng của Baicha Baidao thường bán các cốc trà sữa nửa lít với giá chỉ trên 2 đô la Mỹ. Chiến lược dựa vào giá rẻ này đã đạt thành quả với doanh số tăng 56% trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023 đạt 5,7 tỷ nhân dân tệ. Hai đối thủ lớn nhất của Baicha Baidao cũng đang xem xét IPO là Guming Holding vốn có 9.000 cửa hàng ở Trung Quốc và Auti Jenny, hãng bán lẻ trà sữa lớn thứ tư tại quốc gia tỷ dân. Nhà sản xuất trà sữa lớn nhất Trung Quốc Mixue Group cũng đang nghiên cứu IPO. Công ty này có khoảng 36.000 cửa hàng trong và ngoài nước. Anh em trai Giang Hong Chao và Giang Hong Fu thành lập Mixue năm 1997 và họ đều trở thành tỷ phú với Bloomberg ước tính tài sản ròng của mỗi người là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ngành kinh doanh trà sữa lên ngôi đặc biệt đem lại lợi nhuận lớn cho các nhà sản xuất trà sữa giá rẻ. Với thực trạng người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ngày càng nhiều nhà sản xuất trà sữa Trung Quốc cũng cắt giảm giá thành sản phẩm. Đơn cử như Auti Jenny hiện bán một cốc với giá khoảng 3,5 đô la Mỹ. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp lại chịu cảnh thua lỗ. Neuki Holding chuyên về trà sữa cao cấp với 1.800 cửa hàng và IPO tại Hồng Kông cách đây 3 năm đã bị nhiều đối thủ bán giá rẻ hơn vượt mặt. Neuki quyết định giảm giá mỗi cốc xuống còn 2,5 đô la Mỹ nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình với giá cổ phiếu của họ đã giảm 90% kể từ khi niêm yết. Điều này cũng khiến cặp vợ chồng Pengxin và Zhao Lin, người sáng lập Neuki Holding, giảm tài sản ròng từ 2,2 tỷ đô la Mỹ năm 2021 xuống còn chỉ trên 300 triệu đô la Mỹ. Nhà phân tích Steven Nien tại Daiwa Capital Markets, Mỹ, nhận định: "Tôi lạc quan về triển vọng của những công ty dẫn đầu ngành công nghiệp trà sữa. Nhiều lĩnh vực này đang quá đông đúc." Quan chức Nga cảnh báo châu Âu rằng Moscow đã soạn thảo luật để đáp trả nếu gần 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của họ bị phương Tây tịch thu và sử dụng để tái thiết Ukraine. "Chúng tôi đã chuẩn bị phản ứng đáp trả. Chúng tôi đã soạn một dự thảo luật sẵn sàng xem xét ngay lập tức về các biện pháp trả đũa. Châu Âu sẽ tổn thất nhiều hơn chúng tôi," Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko tuyên bố hôm 23 tháng 4. Bà Matviyenko, thành viên Hội đồng An ninh Nga, không đưa ra thông tin cụ thể về phản ứng của Moscow đối với việc tịch thu tài sản Nga. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, đồng thời phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga ở phương Tây, phần lớn tại châu Âu. Hầu hết các tài sản này là trái phiếu và tiền gửi bằng euro, đô la Mỹ, bảng Anh. Các quan chức hàng đầu của Mỹ muốn tịch thu tài sản của Nga để giúp tái thiết Ukraine, trong khi một số chủ ngân hàng và quan chức châu Âu lo ngại rằng việc tịch thu tài sản sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã thông qua dự luật cho phép tịch thu tài sản của Nga, mặc dù phần lớn số tài sản này hiện ở châu Âu. Một phương án đang được phương Tây thảo luận là tịch thu tiền lãi từ tài sản cơ bản mà không ảnh hưởng đến tài sản thực tế của Nga. Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào đều đi ngược lại tất cả nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây đặt ra và sẽ làm sụt giảm niềm tin vào đồng đô la Mỹ cũng như đồng euro, đồng thời cản trở đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây.
Nga tuyên bố họ sẽ kiện mọi hành vi tịch thu tài sản của nước này tại tòa án. Một số quan chức Moscow cho rằng nếu tài sản của Nga bị tịch thu, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt được gọi là loại C ở Nga có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tiền trong các tài khoản này. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm 22 tháng 4 cho biết Nga có cơ sở để tịch thu tài sản của phương Tây sau động thái của Hạ viện Mỹ. Ông chỉ trích hành vi này là đánh cắp tài sản của Nga. Ông Volodin nói rằng trong số 280 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, chỉ có 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ ở Mỹ trong khi khoảng 210 tỷ euro, 224 tỷ đô la Mỹ ở Liên minh châu Âu. Giới chức Mỹ xem phương án tịch thu tài sản là đòn bẩy buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Moscow vẫn chưa bày tỏ nhiều sự quan tâm tới những cuộc thương lượng này. Thay vào đó, Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từng cảnh báo Moscow có thể cắt quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ tịch thu tài sản của Nga bị đóng băng do xung đột Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Mỹ đang cố gắng tạo ra vỏ bọc pháp lý để đánh cắp tài sản chủ quyền của Nga. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!